cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Kong Audio. Ngày hôm nay mình đã trở lại và tại showroom của Kong Audio hôm nay thì mình đã có một cái phối ghép vụn sao hen vô cùng chất lượng và mình đã rất là ưng ý trong cái thời gian vừa rồi khi mà phối ghép được cái hệ thống như thế này. Thì là đầu tiên thì mình xin giới thiệu ngay với anh em cái đôi loa trong cái phối ghép này, đó là một đôi loa Korsen Acoustic 03, một đôi loa đến từ Đan Mạch. Ok, và để phối ghép với Korsen 03 thì mình có sử dụng chiếc cái hệ thống đồ đẳng đến từ thương hiệu MSB đến từ Mỹ. Đầu tiên là mình sử dụng chiếc bộ đắp kiêm preamp, chiếc MSB reference đắp. Thì chiếc đắp này là chiếc đắp nhì bảng hiện tại của thương hiệu MSB và nó làm luôn cả nhiệm vụ preamp luôn. Và chiếc power mình phối ghép trong cái hệ thống này mình sử dụng chiếc power S500. Đây là một chiếc power 2 cây. Và trong cái video gần đây thì mình cũng đã giới thiệu với anh em là cái bài là mở thùng chiếc S500 này rồi. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu là sâu hơn về chiếc MSB S500 này. Ok, thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy nhìn cái tổng thể, cái thiết kế của chiếc S500 này thì anh em có thể thấy nó rất là ngầu, nó thể hiện là một cái thiết kế của một cái sản phẩm là ultra high-end thực thụ. Là một toàn bộ cái lớp vỏ của chiếc S500 này thì đều được CNC từ một cái khối nhôm nguyên khối và nặng tới là 24 cân. Và sau khi qua cái quá trình là gia công và chế tác thì loại bỏ tới 60% và chỉ còn lại là 8% cái khối lượng nhôm tinh chế được xuất hiện trong cái lớp vỏ của chiếc MSB S500 này. Thì anh em có thể thấy là nó sở hữu một cái lớp nhôm rất là dày, cũng như là kết hợp với rất nhiều những cái khe tản nhiệt ở phía trên này, cũng như là xung quanh thân máy, nó tạo ra được cái hiệu quả tản nhiệt vô cùng tốt cho chiếc S500 này. Thì thực tế là trong cái quá trình mình sử dụng chiếc S500 này trong vài ngày vừa qua thì mình nhận thấy rằng là mặc dù là dùng trong một thời gian dài cũng như là phối ghép với những cái đôi loa đòi hỏi công suất rất là lớn, nhưng mà cái nhiệt lượng tỏa ra của chiếc S500 này nó cũng tương đối là ấm áp, rất là ổn định, giúp cho cái âm ly này có thể hoạt động một cách ổn định lâu dài. Ok, thì anh em có thể và thêm một điểm nữa, một số những thông tin ở trên cái mặt của chiếc S500 này, anh em có thể thấy là nó rất là đơn giản, tinh tế. Nó sẽ có một cái nút nguồn lớn ở đây và cái nút standby có tác dụng như là một cái nút là để anh em muting tạm thời chiếc bao này. Khi mà anh em đã cần chuyển những cái chế độ ở phía sau thì anh em sẽ bấm vào cái nút này. Ok, thì nói mình về những cái mà mình thích nhất cũng như là những cái và đặc điểm nổi bật của chiếc MSB S500 này, đó chính là đầu tiên, đó là cái máy sử dụng cái tầng đầu vào, tín hiệu đầu vào. Đó, máy sử dụng cái mạch Class A. Thì với cái tác dụng mà dùng cái mạch Class A này thì sẽ mang lại là cái tiếng nó không bị méo tiếng, cũng như là cái độ nhiễu nền cực kỳ thấp. Và theo công bố cũng như là của các audiophile trên thế giới họ chơi thì họ đã nhận định rằng là với cái chỉ số signal to noise mà chỉ có là 140 dpa thôi thì chiếc S500 này hiện tại đang là chiếc âm ly công suất sở hữu cái chỉ số noise này thấp nhất trên thế giới hiện tại. Và cái chất lượng âm thanh khi mà nó trình diễn cũng đã thể hiện rõ ràng cái điều này. Thì và nói qua một chút về cái công suất của chiếc S500 này thì nó ở cái chế độ là 4 ohm thì máy sẽ khai thác công suất là lên tới là 900W một cây và sẽ là 500W đối với là 8 ohm. Ok, thì anh em có thể nhìn thêm một chút ở đây đằng sau này thì máy sẽ có sử dụng là hai cái đường in ba lăng ở đây. Và máy cũng cung cấp ngay cho chúng ta là ba cái chế độ trở kháng là 75, 300 cũng như là 1200 ohm để chúng ta có thể phối ghép với được rất nhiều những cái preamp khác trên thị trường, cũng như là ba cái chế độ gain, loud, mid và high để chúng ta cân chỉnh cho phù hợp với những chiếc preamp đó. Ok, anh em có thể nhìn qua một chút về cái tổng thể rất là đẹp, tinh tế và thể hiện cái sức mạnh của một sản phẩm được làm hoàn toàn tại thung lũng Silicon, tiểu bang California tại Mỹ. Ok, thì anh em có thể mình giới thiệu thêm một chút, đó là chiếc đắp này, nó kiêm cả free này của MSB, chiếc reference đắp này, nó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời đối với chiếc MSB
S500. Thì sau đây thì mình sẽ xin được gửi tới anh em một vài những cái track nhạc để thể hiện được cái chất lượng trình diễn của cái hệ thống mà phối ghép giữa Boresen 03, MSB Reef Fundup và MSB S500. Ok, xin trân trọng cảm ơn anh em. Thank you.